Đây nước này, nước chảy này. Trên máy lé suối mẹ ngon 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 cái là có mấy cái chỗ sủng phải giữ giữ đi là nó nằm nước lại đây. Cứ mở ra đứa chỉ cho nó nhậu được dùng uống vô đây nới mấy con ốc này này cho nó xuôi này. Con này lấy ở đây một tiếp đây này, nó mở bên kia mới xuôi qua bên kia chứ không cho nó xuôi ra phía ra ngoài này. Đây tiếp đây này. Đứa này nó chạy ra thì nó dọc à. Lấy cái vải con, lấy cái vải hứng.